Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita trong phần 2. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến thuốc Vanillin loại gel hay là loại viên, xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi, chỉ chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị. Và thưa quý vị, tin vui dành cho nữ giới đó là hiện nay công ty đang gửi những cái loại thuốc Vanillin Simple này, tức là những thuốc mẫu để cho quý vị nữ giới có cơ hội để sử dụng, để biết cái công hiệu của thuốc này như thế nào. Bây giờ quý vị có thể liên lạc với công ty để xin loại thuốc mẫu này, có số điện thoại là 1-800-990-83 19. Hôm nay thì công ty đang gửi hai loại thuốc mẫu, đó là thuốc Vanillin và thuốc Livelin. Livelin là thuốc giúp cho chúng ta thanh lọc tất cả những độc tố ở trong lá gan để lá gan hoạt động tốt hơn và cái sức đề kháng của chúng ta được tốt hơn, như vậy chúng ta sẽ tránh được bệnh tật. Và thuốc Livelin này thì rất là quen thuộc, chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết chút xíu nữa đây. Nhưng mà bây giờ thì trở lại với thuốc Vanillin, thì thưa quý vị, những cái viên thuốc simple về Vanillin đang được công ty phân phối, cho nên các chị em nữ giới nào có nhu cầu để sử dụng thử loại Vanillin này, xin hãy liên lạc với công ty ngay từ bây giờ, 1-800-990-8319, hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho bác sĩ để bác sĩ cũng sẽ giúp cho quý vị, gửi đến quý vị thuốc Vanillin, thuốc phụ khoa dành cho nữ giới. Quý vị có thể đến văn phòng của bác sĩ cũng được, phải không bác sĩ? Dạ, thưa đúng cơ. Nhưng mà nên gọi cho bác sĩ trước để báo cái giờ sẽ đến văn phòng, thì bác sĩ sẽ gửi quý vị thuốc Vanillin, loại thuốc mẫu để cho quý vị có cơ hội được sử dụng. Thưa bác sĩ, nếu mà trong trường hợp mà cái viên thuốc này mà để ở trong cái âm đạo của mình đó, mà nó trong 2 ngày mà nó chưa có kịp tan hết đó, thì mình có thể đến ngày thứ, tức là thay vì cách một ngày mình sử dụng một viên, thì mình có thể cách 2 ngày sử dụng một viên được không? Dạ được. Chắc cũng được chứ, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà thí dụ như trong vòng 3-4 ngày mà nó không tan thì chắc phải lấy ra. Mình phải lấy ra. Dạ vâng. Còn dạ. Thường thường những người mà còn trẻ tuổi cái có biết chất nhờn còn nhiều. Dạ. Thì chắc chắn là nó sẽ tan 100% rồi thưa quý vị. Dạ. Ngoại trừ những quý vị nào mà nó khô cái chất nhờn, nó không còn chất nhờn nữa thì nó làm sao nó tan được. Yeah. Chứ lại thuốc viên này chịu khó là cái gì, đặt vô, trước khi đặt vô mình nên thấm nước chút xíu. Thấm nước khoảng chừng 10 giây, 20 giây vậy đó. Yeah. Để chỉ để cho nó bên vô bên trong nó, để hai cái bên cái thịt hai bên đó, cái màng hai bên nó không có hút cái viên thuốc, mà hút viên thuốc nhiều khi nó bị rác. Yeah. Bị phỏng. Yeah. Nhưng mà phải thấm vô chút xíu nước thì nó không bị. Yeah. Cái đó là cho những người nào mà chưa có kinh nghiệm á. Yeah. Cho những người có kinh nghiệm mình ta biết rất là rành, tại vì yeah, ở trong cái tờ brochure nó chỉ rất là rõ ràng. Yeah. Thưa quý vị. Thưa quý vị, Vanillin là một loại thuốc rất là tốt thưa quý vị. Sẽ giúp cho chúng ta cải thiện rất là nhiều về vấn đề vệ sinh cá nhân. Ở ngoài thị trường thì chúng ta thấy những loại thuốc chỉ trong trường hợp mà mình bị nhiễm trùng thôi, hay là mình bị ngứa thì mình mới sử dụng. Nhưng mà cái thuốc này thì nó lại giúp cho chúng ta tránh nhiễm trùng, bởi vì mình cứ sử dụng 6 tháng một lần. Mình tránh được nhiễm trùng này, mình giữ được vệ sinh cá nhân rất là sạch sẽ này. Đặc biệt là khi phụ nữ tới cái tuổi quan hệ vợ chồng, người sinh con, các thứ. Thì chúng ta rất là cần phải sử dụng cái thuốc Vanillin này. Cứ mỗi 6 tháng như là chúng ta tẩy rửa một lần đó, thì chúng ta tránh được rất là nhiều nguy cơ. Đặc biệt là cái mà phụ nữ sợ nhất là những cái biếu nó sẽ mọc lên ở trong cái thành tử cung của mình. Và dần dần nó lớn lên, nó sẽ gây nguy hiểm. Thì khi mà khởi đầu có những cái cục biếu mà chúng ta sử dụng cái này, tức là nếu mà mỗi năm mình sử dụng đều đặn 2 lần đó, thì mình sẽ không bị biếu, phải không ạ? Bởi vì biếu nó không có cái cơ hội để nó mọc lên. Nó vừa mọc lên nhỏ đã được tẩy hết ra rồi. Cho nên là quý vị phải nói rằng đây là một loại thuốc mà Lưu Mỹ Linh mong mỏi và khuyên quý vị hãy sử dụng, bởi vì rất là tốt thưa quý vị. Và hơn nữa thì có nhiều phụ nữ ngại ngùng, bởi vì những cái huyết trắng của mình nó có mùi á. Nhiều khi cơ thể mình nóng, phải không ạ? Mình ăn uống đồ cay nóng thì nó cũng có nhiều huyết trắng, nó có mùi thì mình cũng ngại. Nên là cái thuốc này nó cũng sẽ cải thiện rất là nhiều. Và hơn nữa, các quý vị nào mà sanh nở nhiều lần thì sẽ rút cơ vòng lại. Như vậy thì quý vị sẽ không có bị tiểu són. Rất là tốt, giúp rất là nhiều. Yeah. Thấy ở đây cũng có của iShop Little Saigon cũng dạ có. Dạ có, vâng. Quý vị có thể lên mua ngay ở tại iShop Little Saigon, ở ngay đài Little Saigon TV cũng có nữa. Ở những cái đại lý. Dạ vâng. Còn thì quý vị biết rồi, tất cả các đại lý của công ty, đại lý nào cũng đều có thuốc Vanillin, bởi vì đây là một cái loại thuốc phụ nữ rất là yêu cầu rất là nhiều để được sử dụng, cho nên là công ty, cái đại lý nào của công ty cũng đều có Vanillin ở trong cái gian hàng thuộc về tất cả những sản phẩm của công ty Princess Lifestyle, thưa quý vị. Phải lần nữa.
Chúng tôi xin được nhắc lại cái những cái công hiệu về của vanillin để quý vị nắm rõ hơn nữa, thưa quý vị. Công hiệu của vanillin sẽ giúp chúng ta cải thiện và cái sự tuần hoàn huyết ở trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo và thu hẹp lại âm đạo, tiêu trừ mùi lạ và sẽ giúp cho cái vệ sinh của chúng ta được sạch sẽ hơn và thay đổi các cái tế bào cũ, tẩy tất cả những tế bào cũ, những cái độc ở trong cái tử cung của mình ra và làm cho cái phần của âm đạo nó được mềm mịn, và như vậy thì nó giúp cho chúng ta có thêm cảm giác phục hồi lại vệ sinh sạch sẽ. Và đây là một cái sản phẩm được bảo dưỡng, tức là để giữ gìn sức khỏe của phụ nữ và giúp cho chúng ta tránh được những cái khó chịu ở những cái vùng kín, và kết quả rất là khả quan, quý vị nên sử dụng. Quý vị nào chưa từng sử dụng vanillin, quý vị hãy sử dụng để biết cái công hiệu như thế nào. Nếu quý vị mà có những thắc mắc trước khi quyết định mua thuốc này đó, chúng tôi đang phân phối những cái thuốc mẫu. Quý vị có thể gọi công ty ngay từ bây giờ để xin có được những cái viên thuốc mẫu để sử dụng, rồi quý vị sẽ nắm lấy được là cái kết quả nó giúp cho chúng ta như thế nào. Và sau đó quý vị hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng sử dụng. Thường thường thì phụ nữ bị cái nguy cơ bệnh nó nhiều hơn nam giới là bởi vì cái cơ thể, cái phần kín của phụ nữ nằm về phía bên trong. Cho nên mình bị bệnh mình không có biết nhiều, mình không có để ý nhiều, phải không? Nhưng là nó ngắn lắm cô, nó có khoảng chừng 1 inch. Dạ. Yeah. Người đàn ông có thể dài hơn nên nó ít bị infection nhiều hơn. Dạ, yeah, dạ yeah, vâng. Thành ra phụ nữ đôi khi đến khi mình phát hiện ra là mình bị bệnh này bệnh nọ thì nó cũng đôi khi nó cũng muộn rồi, phải không ạ? Dạ, yeah. Cái này nó hay cái là nó giúp cho quý vị tránh, nó tiêu diệt được mười mấy loại mà vi trùng vi khuẩn khác nhau. Dạ. Bacteria, yeah, hoặc là yeast infection nhiều cái lắm, tại vì cái quan trọng nhất là nhiều cái thường thường mình không có sợ, mình sợ cái megalovirus hoặc là cái papillomavirus yeah. Thì hai cái con siêu vi trùng này nó có thể làm cho người phụ nữ hoặc là người đàn ông có thể là bị ung thư. Yeah. Nhưng mà đặc biệt là phụ nữ mang thai thì không nên sử dụng thuốc vanillin này. Yeah, quý vị không nên sử dụng, chờ khi nào xanh nở xong thì chúng ta sử dụng vanillin. Một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị vanillin loại gel, là đây là loại dành cho nữ giới khoảng chừng sau 40 tuổi trở lên. Gel này thì chúng ta sử dụng một ngày một lần, làm vệ sinh sạch sẽ trước khi đi ngủ thì chúng ta bơm vào một tuýp. Còn vanillin theo cái dạng viên thì chúng ta có 3 viên ở trong một cái hộp như thế này, thì cứ cách một ngày đặt một viên, hoặc là có thể cách 2 ngày đặt một viên cũng được, nhưng mà bác sĩ khuyên là nên cách một ngày đặt một viên và nhúng cái viên thuốc vào trong nước ấm để cho nó mềm, rồi mình đặt vào thì mình sẽ không có bị rát. Khoảng chừng 10 giây được rồi cô. Nhúng 10 giây trong nước ấm. Yeah. Yeah. Nó hút nhiều không bác sĩ, nó hút nước nhiều không cái viên? Nếu mà nó hút nước nhiều thì mình không có bị rát, bị phỏng. Yeah. Mà nó hút nước ít thì nó sẽ hút nước từ ở trong cái màng, cái lai của bên, yeah, trong cái âm đạo, thì làm cho chúng ta bị có thể là bị rát. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Yeah. Cái loại thuốc này có một thời gian có nhiều khách hàng của Lương Mỹ Linh có xin mua đó, bởi vì mua 2 thì được tặng 1. Yeah. Cho nên các chị chia nhau, 3 người mua 3 cái. 3 người mua 3 hộp xong chia nhau sử dụng thì họ khen nhiều lắm, họ khen là nó giống như là nó lột ra đó. Bây giờ cũng là mua 2 tặng 1 luôn. Bây giờ cũng vẫn còn chương trình mua 2 tặng 1. Mấy chị kể lại là giống như khi mà sử dụng xong khoảng chừng đến trong cái khoảng thời gian sử dụng trong một tuần lễ đó thì nó bắt đầu nó mình đã thấy dấu hiệu là nó ra đều đặn nhẹ nhẹ. Nhưng mà có một người nói rằng đến cái ngày thứ 9 thì nó lột ra rất là nhiều. Yeah. Mà nó lột xong á thì cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và sạch sẽ. Đúng rồi. Thì người ta rất là vui khi mà sử dụng cái thuốc này. Thì xin quý vị hãy cho mình cái cơ hội để tiếp cận với cái thuốc vanillin này. Xin nhắc lại một lần nữa là hiện nay công ty đang mở cửa và đang tặng những cái thuốc mẫu về vanillin. Quý vị có thể gọi vào công ty để xin những cái viên thuốc mẫu này sử dụng, thưa quý vị. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho bác sĩ. Quý vị nào mà đi tiểu số cơ, thì yeah, cái cơ dòng yeah, nó co thắt lại, nó cũng giảm đi tiểu số rất là nhiều. Yeah. Có một số người bị ngày xưa bị tiểu số nhiều lắm, nhiều khi hắt xì hơi, là hắt xì hơi hoặc là mình nhảy cười, hoặc là nhảy mũi là mình sẽ hắt xì nhảy mũi hoặc làm gì nặng đó, hoặc là mình đi nặng hoặc là mình nhảy đó, nó yeah, bị tiểu số, nó gọi là incontinence. Yeah. Mà sau khi đặt cái thuốc này thời gian là trở lại bình thường rồi, cái cơ dòng nó co thắt thì nó làm cho siết chặt lại, giống như thế cái khóa mình chặt lại đó. Yeah. Nên nó không có, quý vị đó không còn bị đi tiểu số nữa. Dạ, yeah, tốt quá. Vâng, thưa quý vị, vanillin đây, vanillin của công ty dược thảo Princess Lifestyle, đây là cái thuốc rất là đặc biệt ở dưới 2 dạng, tức là viên và gel, rất là đặc biệt thưa quý vị. Ở trong này bác sĩ Morita đã để những cái loại dược thảo rất là có giá trị để giúp bảo vệ cái sức khỏe của chúng ta, cũng như là tẩy những cái độc
tố, những vi trùng vi khuẩn ra khỏi cơ thể quý vị, để bảo đảm rằng chúng ta có được một sức khỏe tốt. Bởi vì phụ nữ bây giờ hình như là bị ung thư tử cung, cái tỷ lệ bị ung thư tử cung cũng tương đối là cao, phải không bác sĩ? Dạ, nhiều. Cũng tương đối là cao. Cái lý do gì, cái nguyên nhân nào nó làm, tức là đây cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân lớn nhất nó làm cho người ta bị gia tăng cái vấn đề bị ung thư tử cung, thưa bác sĩ? Dạ, cái đó là nếu mà người ta bị nhiễm cái con những cái thường thường tôi có biết là nó tới mấy chục loại siêu vi trùng khác nhau. Yeah. Nhưng mà chỉ có hai loại mà số 16 với số 18. Yeah. Thì bị viêm nhiễm thì người ta bị ung thư cái cổ tử cung đó. Hai cái loại đó là có phải 16, 18 đó. Hai cái loại đó là do vấn đề quan hệ tình dục hay là những cái yếu tố nào khác ạ? Có thể quan hệ vấn đề tình dục tôi không? Megalovirus. Yeah. Yeah. Với lại một cái loại nữa là cái papilloma virus. Yeah. Hai cái loại này là số 16, 18 là làm cho người ta rất là nhiều người không phải là 100% nhưng mà nhiễm mới có hai cái con siêu trùng này đó thì một số người sẽ bị ung thư cổ tử cung. Còn cái vấn đề gia đình thì sao, di truyền thì sao, có ảnh hưởng? Nó không có di truyền coi, nhưng mà sợ mình nó có thể là lây từ người này qua người kia, tức là di truyền giống như thể bệnh tiểu đường là di truyền. Yeah. Bệnh gan là lây. Yeah. Cái bệnh này là cũng là lây. À, có thể đàn ông lây cho đàn bà lây cho đàn ông, tức là nó lây. Dạ vâng. Yeah. Vâng. Vâng, thưa quý vị, đó là phần trình bày của bác sĩ Morita liên quan đến cái gì chúng ta cần quan tâm về sức khỏe của nữ giới. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình của bác sĩ hôm nay. Xin quý vị đừng rời máy.